Carpet Tile Cabinet, nơi chuyên cung cấp vật liệu xây dựng với giá wholesale, tiếp tục tung ra những đợt sale vĩ đại: laminate 79 cent square feet, gạch 79 cent square feet, granite countertop 89 cent, molding 29 cent square feet, window kitchen cabinet 50% off. Ngoài ra còn có máy hút khói nhà bếp rất mạnh, kitchen sink, shower door, entry door. Còn rất nhiều mặt hàng vật liệu xây dựng khác đang on sale, có giá đặc biệt cho contractor vùng El Monte 626-442-1188, vùng Bonsa 8209 Bosa, giữa Newland và Beach, gần tiệm bán gà vịt sống, 714-894-1177, 894-1177. TNT Carpet Tile Cabinet kính mời. Nguyên Danh xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình VNA trên băng tầng 57.3 và trên hệ thống Galaxy 19. Và hiện giờ Nguyên Danh đang có mặt tại showroom của trung tâm mua bán vật liệu xây dựng TNT Carpet and Cabinet, tọa lạc tại 8209 đường Bonsa Avenue, thành phố Midway City, nằm giữa khoảng Newland và đường Beach. Và Nguyên Danh xin mời quý vị cùng theo dõi tất cả những vật liệu xây dựng tại showroom của TNT Carpet and Cabinet. Xin cảm ơn. Và đây là khu trưng bày gạch lót tường, lót nền, porcelain và ceramic, giá từ 69 cent đến 1 đồng 39 cent một square foot. Tiếp theo đây là khu trưng bày window và patio door, mẫu mã rất là hợp thời trang, vừa với cái mắt nhận xét thẩm mỹ của quý vị để trang trí, và giá từ 100 đồng đến 125 đồng. Để có một phòng tắm của quý vị thoáng mát và sạch sẽ, xin quý vị hãy đến với TNT Carpet Cabinet để mua tất cả những cái vanity cabinet and vanity top. Nó thật là sang trọng và giá nó từ 100 đến 125 đồng. Và đây, khi quý vị trang bị tất cả những cái vật liệu này trong phòng tắm thì quý vị rất là thư giãn sau những giờ làm việc mệt nhọc tại phòng tắm của mình. Và cái điểm đặc trưng ở TNT Carpet and Cabinet đó là cái kitchen hot, tức là máy hút bụi nhà bếp cực mạnh, tức là đủ size, đủ cỡ và giá từ 195 đồng. Và nếu mà quý ông nào mà thương các bà xã thì hãy đến đây để mua những cái máy hút khói nhà bếp cực mạnh này. Thì đây nó có ba cái nét để mà cho quý vị nhận xét, đó là dễ dàng chùi rửa cho các bà nội trợ. Và thứ hai là đánh tan tất cả những cái mùi hôi trong nhà bếp. Nếu như quý vị nấu bún riêu, bún bò theo kiểu người Việt Nam của chúng ta, nó đánh tan hết tất cả những cái mùi đó. Và cái điểm thứ ba là một cái điểm mà quý ông phải làm vừa lòng các bà, tức là các bà xã thật là vừa lòng khi có cái máy hút bụi nhà bếp của TNT Carpet and Cabinet. Và kính thưa quý vị, để trang trí trong gia đình của chúng ta thì thời buổi này chúng ta không có sử dụng thảm nữa, vì thảm nó mau dơ và nó bị bụi. Cho nên tại TNT Carpet and Cabinet có cái laminate giá từ 79 đồng và đặc biệt có cái vinyl chống nước 100% giá từ 1 đồng 79. Thì xin quý vị cũng hãy đến để xem tất cả những cái mẫu mã tại đây và để mua về để sử dụng. Xin cảm ơn. Và kính thưa quý vị, ngoài phòng khách và phòng sinh hoạt của gia đình, cái nhà bếp cũng là một cái phòng rất là quan trọng. Vì lý do đó có nhiều khách hàng đã đầu tư vào cái nhà bếp rất là nhiều. Thì theo Nguyên Danh được biết đó, thì tại TNT Carpet and Cabinet đó, nó có nhiều cái kitchen cabinet đủ loại đủ kiểu. Ngày xưa thì chúng ta hay dùng cái loại mocha clay, nhưng mà bây giờ theo Nguyên Danh thấy là quý vị thường sử dụng cái màu Beach Espresso, tức là đây là một cái màu thời thượng, nó hợp với tất cả những cái gam màu ở nhà của quý vị. Xin quý vị cũng đến đây để chiêm ngắm và để mua tất cả những cái kitchen cabinet này về sử dụng. Xin cảm ơn.
qua ống kính truyền hình của đài truyền hình VNA trên băng tầng 57.3, quý vị vừa theo dõi tất cả những cái vật liệu xây dựng tại TNT Carpet and Cabinet. Và quý vị hãy đến để mà mua sắm tại trung tâm vật liệu xây dựng này, đang có giá on sale và đặc biệt có giá cho contractor. Và một nữa, Nguyên Anh xin nhắc lại đến quý vị là TNT Carpet and Cabinet tọa lạc tại 8209 đường Bonsa Avenue, thành phố Midway City, nằm giữa Newland và đường Beach. Và cái điện thoại để quý vị liên lạc là 714-894-1177. Nguyên Anh xin lặp lại một lần nữa là 714-894-1177. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. TNT Carpet Tile Cabinet, nơi chuyên cung cấp vật liệu xây dựng với giá wholesale, tiếp tục tung ra những đợt sale vĩ đại: laminate 79 cent square feet, gạch 79 cent square feet, granite countertop 89 cent, molding 29 cent square feet, window kitchen cabinet 50% off. Ngoài ra còn có máy hút khói nhà bếp rất mạnh, kitchen sink, shower door, entry door. Còn rất nhiều mặt hàng vật liệu xây dựng khác đang on sale, có giá đặc biệt cho contractor vùng El Monte 626-442-1188, vùng Bonsa 8209 Bosa, giữa Newland và Beach, gần tiệm bán gà vịt sống. 714-894-1177, 894-1177. TNT Carpet Tile Cabinet kính mời.